Có nhiều kìa. Kìa. Có nhiều kìa. Cái gì? Cái biết con gì? Ôi, trời ơi. Ôi. Đã rồi. Đã quá kìa. Ngộ ghê không? Thấy con chừng. Nó kéo liệt xuống luôn á. Ê, dưới này. Dính lóc. Ôi, tính xảy rồi chứ. Ôi. Ra đây. Ôi. Im. Chào nhà buổi sáng nha. Chào nhà nha. Mới đây cũng kết thúc ngày thứ nhất rồi. Giờ chuyển qua ngày thứ hai. Thì nhanh thiệt. Nhanh ha. Nhanh. Đảo rồi, tốc hành luôn trời. Đảo cái 4 ngày giờ gì. Hôm bữa nay hết 4 ngày rồi, mấy anh em xin phép đi vậy. Rồi bây giờ mấy anh em sẽ thức dậy và vệ sinh răng miệng rồi tiếp tục ngày thứ hai nha. Coi bữa nay có kiếm gì ăn được không nha cả nhà. Có thể làm thêm một số công trình. Thi công đại đồ sộ đồ này nọ đang đấu thầu. Chờ nhà đấu thầu chọn việc cái gì cơ. Việc rất gót vốn vô nữa. Gót vốn cái là làm gì. Nói như mà mấy ông làm lớn nha. Dạ mấy anh em sẽ lâm 12 cái ngụm nha. Chưa dữ chừng thấy mấy cái nhỏ cắn cắn lỗi nổ kìa. Ừ, cái ông Tông rồi. Cái sạc. Ôi. Cái sạc nó nhiều luôn á. Còn nữa kìa. Cái sạc trong đó nữa kìa. Ôi. Con mối rồi. Ủa bánh bánh nữa kìa. Trời ơi. Ôi. Quá trái rồi. Nó đấm đầu lên quá trời nè. Tháo nó đi đứng. Ôi. Ủa quá chắc cái sạc ơi. Rồi. Ngon rồi. Ôi. Ôi. Cái trắng nữa nè. Cái trắng không? Có nè. Dân dày thứ gì chịu nổi nó ra dính luôn nguyên. Nè cái sạc ở đây nè. Nó dướng đầu nữa kìa. Nó dướng đầu quá trời luôn nè. Dướng đầu. Cái dướng đầu. Ôi. Dạ. Dạ. Ôi ôi cái sạc kìa. Cái sạc đó. Quá tài à. Quá tài. Từ từ. Lên bờ đổ ra. Bây giờ thấy cái thằng là bộ nữa. Quá đã. Dẫu ra đi cái mình đặt lại. Cái tao không có rồi, không có lắm luôn. Tính không có rồi, có không tưởng nha. Cái này mà nước mà nó chạy nhìn nữa chắc ngon lắm. Nước nó vô một cái nữa. Cái này coi. Đi. Ôi trời ơi. Rồi, từ. Rồi. Nè. Ôi, mới con cái á. Còn cái dưới nữa. Ôi. Đã rồi, hãy sợ hết sợ đói. Đói nhà rồi. Mày hai cái cửa ngục là cũng có lý nha. Thấy nhiều làm khô cái sạc. Dạ vậy chạy đâu còn chạy khỏi. Khô cái sạc cái đầu tầm 2 con làm món. Ê tính. Trời ơi. Mình làm khô cái sạc mà chừa 2 con như vợ ăn đậu á. Thôi làm nhiều món hả? Thôi. Đó. Ồ, mới cái đầu tiên còn cái nữa. Ơi phóng ra. Còn cái đầu tiên đi đây nè. Ơi. Có miếng cá đâu chết gì nữa đây ta. Có miếng cá là cái gì nữa nè. Đậu. Đâu? Cái bên đây là cái gì? Cái trắng, cái mè. Cá gầm. Đuôi chấm đen nè. Cái cũng ăn thịt nè. Cá gầm với cá mè ta. Có chấm đen đó. Nhớ cá gầm mới có chấm đen. Cái gì? Con cá gầm là con cá có cái chấm đen. Còn con cá mè là không có chấm đen. Nhưng nhớ vậy đó. Mà không biết phải không hay là ngược lại. Biết luôn. Lâu quá. Cái gầm thì là con cá nhỏ hơn. Nhưng mà nó dài hơn. Nhớ mày mãi tại lâu lắm rồi. Không có gặp lại nó nên không có nhớ. Bây giờ sẽ cột lên ngay chỗ này nữa. Chờ con nước. Chờ nước rồi. Lên bờ đi.
chứ mà mớ cá nhiều nãy là ngon rồi. Cái này muốn vậy á, làm trò gì? Con nè, chết mèo rồi. Dưới đây mấy con nhỏ mấy chết mèo. Ôi chết mấy con luôn. Ôi cá chơi nữa kìa. Chơi nè. Ồ. Ôi. Cái gì vậy? Ngợp luôn. Ôi. Đây. Đặng có gì không? Rồi. Mấy con sạch. Ngợp cái gì vậy? Ủa cá chạc. Gì vui vậy hả? Được cá chê ngon. Cá chê chứ chạc. Ủa ăn được không? Ủa thật không? Nó còn được. Chưa có hôi. Chơi luôn. Chơi luôn, chơi luôn, luôn. Xin toàn mà. Lên lên. Ngon rồi. Nó tiếp đi thôi. Ôi. Ôi vui chứ vậy. Cũng được dạng cái sạc nữa. Cũng được đi. Ôi còn ăn được mày. Nó chưa có thúi. Hồi nãy chưa thúi. Còn được mấy cái sạc. Không thúi là lụm à. Ừ. Có mấy cái sạc cũng chết. Được ốc nữa. vỏ ốc. Ôi nước chảy quá. Vỏ củ vậy á. Ôi ôi. Cái này ít cái sạc bù lại con cá chê. Cá chê cũng chết nữa. Ôi ôi. Có tê dân tới miệng mà. Không ăn được đầu tư nó ghê. Bánh mì á. Chết rồi nó quất cái nó tiêu luôn. Nó chứ bộ không hay là nó chết không? Chết rồi. Quêu rồi. Ôi. Cá không bự bộ. Ừ. Thôi cãi đi. Mới cá sạc cũng được lắm. Cũng được mới chết nè. Ủa có cá sạc bướm nữa hả? Sạc đẹp. Ừ. Cá này cũng đào lao. Thôi cũng được đi. Có ai được mừng coi. Đây thứ dữ rồi đó. Có cá nào cá nào xinh quá có được không bỏ lại mình làm mồi luôn. Còn được. Làm mồi cho mình hả? Được. Còn mấy cá này cá cũ. Xác. Có cá rồi, mấy anh em sẽ kiếm rau nha. Cũng được đi. Bây giờ sẽ bẻ mớ rau mát nha. Em về luộc. Luộc bình. Luộc hay xào á. Luộc bình. Cái ô chai đó kìa. Hai chồng. Thì cá mặn được nhiêu đây nha. Con cá trê nó cũng hơi bị ương ương rồi. Nhưng mà không sao. Chiên là hết ăn được ai? Ừ ăn được. Nói chung là đó ăn ba nó cũng ngon lắm chứ bộ. Giỡn. Thì bây giờ sẽ xào lục bình. Xào lục bình trước nha. Mát. Ừ xào lửa mát. Chuyên gia kêu rau mát rồi. Tép mỡ này đừng có đập nhuyễn. Đập nhuyễn nó không có thơm. Đáng lát mình còn ăn được nó bùi bùi. Tối mà. Nướng ăn nữa. Ăn nướng. Chắc hồi không còn củ tỏi nào chứ tính. Trời ơi tỏi. Đây. Ăn tỏi chưa ma. Vô. Mình nếm được rồi. Đây nước mắm đi. Nhìn nước mắm nha. Nhìn nước muối đi. Hơi nhiều. Hơi nhiều mà xịt tí miếng nữa. Ý nó là cho mát hơn nhiều. Hồi nó teo đấy à. Rồi xíu muối ngọt. Miếng bột ngọt. Miếng đường. Ê. Rồi. Đường nha. Rồi. Miếng bánh mỡ. Đuổi việc nó liền. Đuổi việc liền. Nó lật nha. Nó hết ba cái mỡ ta đuổi việc liền. Nó có mấy hộp rồi. Ví dụ. Miếng hạt đêm. Không cho lầm mà bụng bếp nữa. Đuổi việc lên. Không biết chạy luôn quá. Miếng bánh mỡ nha. Đi xíu đi. Mày biết bao nhiêu gớt ra chưa? Không có mấy trăm gram à.
700 gram mình lấy tới mỡ bao nhiêu của tao hả? Mỡ lắc mỡ mà gắn rồi. Ôi hết mỡ rồi. Thì bữa nay xào nó hơi bị đen đen nha, nhưng mà không sao đâu, tại vì bữa nay lửa nó không có được cháy từ hồi nãy tới giờ, nó thiệt ngồi cần cái tiếng đồng hồ á, không có dốc nha, từ 45 phút rồi hết quý trời luôn, nó gán xíu chẳng tiếng. Bây giờ nó hơi bị đen đen này, giống hệt là nó không có kịp nóng á, cứ bóp lửa đun vô hoài. Cái này bạn Tấn với bạn Yên hơi sắc hơi bự nha, không hơi già nha, tay à. Hơi già nha, ok nào cái nào già hồi bỏ đi nha, không sao đâu, không sao đâu. Cái bếp này lát hồi chiên cá tới mùa quýt nữa rồi đó. Gán đợi đi, nát chắc làm luôn bếp mới quá. Đợi chờ đi. Đây, một dĩa. Ê, gớt. Này tới phần chiên cá nha. Ôi, dĩa trên cái con cá nó giờ nó bị khô queo lại luôn rồi. Cái bếp không có xài được. Ôi, rồi luôn phát luôn đi. Chảo cũng lớn nè. Chiên con cá ăn hù thánh thần luôn. Lửa không đóng cháy. Tại đại ca này đóng cái lò sao nè. Trời ơi, thôi nữa. Phải cái lò cao cao chút là cao là nó không gió. Đó, đào múc dưới luôn kìa. Trời nó thua hoàn cả nữa. Ở đây củi thì không lo rồi. Đây. Nói chung cũng xong rồi, cũng tới ăn rồi. Ui, giờ chỉ còn chờ cúng ông bà cái nữa rồi. Cút thôi. Làm thêm dĩa nước mắm nữa. Ừ, nước mắm nữa, thấy luôn. Luôn. Ngày tới mẹ không được ăn nữa, chết luôn. Cá này là cá chiên tươi. Ơi, tươi ăn với nước mắm. Nước mắm. Nãy có đặt lại cái 12 cửa ngục rồi. Chờ coi mai có gì không. Chim thêm. Chim thêm. 24 cửa. 24 cửa hả? Ừ. 12 cục. Ừ đúng rồi, 24 cửa. Hai cái. Mà tính ra nó có mấy lỗ gì nữa. Đây. Đó. Rồi. Giờ cúng bà cái mời cả nhà tôi luôn nha. Mà đâu? Không. Không hả? Đau bụng thấy mẹ chứ không có mệt. Sao bao giờ chờ đợi. Giờ sao bao giờ nấu nướng. Giờ cũng được ăn rồi. Chờ lửa. Nhưng mà cái này này hơi xấu nha. Chứ xào xong rồi nó bị ố quá. Nhìn nó cũng lửa nó không có được. Lửa không được á, cái nó lâu chín cái nó chuyển qua màu đen luôn à. Rồi kệ đại đi. Mời cả nhà nha. Vậy cho trôi. Thử miếng này. Không ổn không? Mà cả nhà nha. Không. Thêm không? Đây. Cũng được á. Vô đây luôn. Nó hơi xấu hình thức thôi. Nhưng mà nó ngon là được. Ăn thường là mệt. Là mệt ăn mấy cái này ngon. Giòn. Đó. Mình đâu có làm đâu mệt đi. Này. Lên mấy giờ làm ăn không? Cũng được chứ, cũng phụ đâu, phụ bếp đâu. Giòn không? Ờ. Cái rồi. Hả? Cái rồi quá. Mở nhà nha. Con này nó giòn dữ nè. Nục lát hồi cái làm cái bếp lại luôn. Thở lại đưa lên có 2 gan luôn. Mày gác bếp đi vậy? Không khối. Thế gì chứ cũng thanh soạn chứ bộ. Mềm lắm chứ. Ngon. Được rồi nha. Không. Tính gà không, tính này cũng ngon mà. Đúng rồi. Tính gà cũng hên á. Cũng hên. Cũng có. Mua cá. Chứ không là phải kiếm món khác rồi đó. Đúng rồi. Có bún luộc cắm ớt. Cũng được. Nói chung là sinh tồn mà. Có gì ăn đó không? Đâu đâu. Ăn rượu rất luôn. Mở nhà nha. Nhưng cái đợt này hơi tiếc nữa rồi. Ta cắt lúa mà anh em không bắt chuột được. Tại vì chuột á là vô hang. Vô hang nhưng mà đào không được là tại vì á là ở đây người ta không cho đào. Tại vì cái bờ đất á là sợ hư cái bờ. Ở quanh năm suốt tháng luôn. Người ta không có đắp lại. Còn thí dụ mà ở chỗ khác người ta có nước ngập á, xong rồi cái bờ nó lài ta cũng phải đắp lại. Đúng rồi. Còn bây giờ hiện tại là mấy anh em là không có.
nên người ta không có cho đào. Cái nào đi bắt bắt khói đi. Hả? Bắt khói á? Bắt khói hả? Thấy cái hàng gì đốt khói lên nó chạy ra. Cũng được ha. Ừ, vô đi nha. Bốc mua bếp. Nó bắt được chuột trong chết luôn. Vô ngập nó chạy ra luôn. Sợ nhiều khi nó thuê nó ở sống luôn. Mình tính chứ con chuột á. Hay mua mình rượu bia mình đổ đi. Nó bắt con chuột cái tàn mạc luôn hết. Chưa tính càng nó có chuột hay không nữa. Đồ vô chổng chưa chắc là nó bò ra hả? Vô chổng nó uống cái xỉn nó cũng chổng nữa. Chết chổng luôn. Ngon thật trời. Ừ, cái này cũng ngon mà. Nó không có thịnh soạn bằng ta nhưng mà cũng đã đầy đủ chất đạm ấy chứ. Vô đây nha. Anh có nhìn vẻ bề ngoài quá. Nhưng mà trong cuộc lại ngon nha. Rồi mất táo lại gọt thật chứ. Cái kê rồi muốn rồi. Còn đây nữa nè. Còn khúc đầu nữa. Lát họ yên ăn nữa. Mình ăn khúc đuôi đi. Thử chơi ngọt thiệt. Ngon. Ngon nè. Ngọt mà cái nó hơi bị mùi mùi xíu hả? Ừ sao? Cũng vô bụng thôi. Đây, vô quá thì ngon lắm, tiệm lắm. Tính ra nội nếu mà dính cái sạch không cũng ăn no luôn. Thôi cũng ngon mà, sạch cũng ngon mà. Đúng không? Sạch chiên giòn khá luôn. Thấy vậy là thấy giòn đó, mở cái nhà nha. Cái này cái sạch nhiều nhiều ha, làm khô. Mở nhà nha. Để dành ăn 4 ngày ngon luôn á. Đúng không? Khô cũng ngon mà. Ra nhai luôn xương luôn á. Khô cái sạch hơn ngon luôn á. Giòn. Con sạch bóp dữ nữa. Một bữa mình 4 con được rồi. 3 con thôi. Ba con ăn hai con. Không, mình nấu món á. Dưng con làm xiên khô. Canh chua, hai món ăn canh chua. Chơi như vợ ăn đậu hai con người. Hai con người. Để ra gì? Không, mình để luôn. Cho người chân nước ăn rau, dưa ra. Dưa uống ngọt rồi. Ngon chứ. Vậy quá anh chán ăn hôm à. Không vậy đó. Cái này sinh sọn lắm á. Trung mầm. Phải sửa lại cái bếp. Không sửa bếp là tối nay chết luôn. Nó lại khỏi ăn luôn quá. Ừ, lâu quá. Dân chút chắc làm cái sàn nước nha. Tại vì xuống cửa chén rồi nọ nó thình quá. Lậu dưới á. Rồi chiều đi cắm câu đi. Nhưng mà không biết có không. Cái hình thui. Còn cộng có 12 cái ngục. Lỡ có cá sao. Đúng không? Mình cầm cái ngục mà. Ừ. 3 cái ngục phải 5 cái ngục. Ngon mà. Cá anh hai chiên, em chiên là cực kỳ giòn. Nhai luôn. Ừ, có mớ, mớ còn không giòn. Giòn. Mình nhai không thương. Con này nó giòn nè. Nhưng mà có mớ không giòn. Tại nó không đều. Đều á. Đều không có. Đậu gạo luôn. Ngon thật. Thế vậy là có sức đi báo tiếp à. Báo không? Thôi bây giờ mấy em sẽ ăn chút nha. Rồi quay tiếp cả nhà cùng xem nha cả nhà. Giờ mấy anh em sẽ làm cái sàn nước nha cả nhà. Mình rửa chén, rửa bát đồ lội xuống lần, mỗi lần xuống là sình, mỗi lần xuống lên sình nhìn nó ghê quá. Ở ngoài thì tại vì nước nó cạn quá, nó khó rửa. Mỗi lần rửa đi xa, rửa mất công. Bây giờ sẽ làm đàn sàn nước luôn. Chi xuống đây luôn. Làm xong rồi mấy anh em sẽ đi chặt làm cần câu. Làm câu cắm nữa cái rồi. Ở đó cây sóc không Nguyễn? Không, cây sóc nữa. Đây, xíu bị bờ luôn. Nó dài. Đâm sâu đất luôn. Nó chạy ngắn này.
Trời ơi. Ồ, được. Rồi. Có gì nước ngập nha. Để gì nước vô. Nước ngập mình cũng sạch chân, chân à. Mình cũng sạch chân rồi, mình đâu có dơ đâu sợ. Sợ sình thôi. Tính ra mình làm cái nhà dưới lé đé dưới đây còn đã nữa chứ. Ngủ mát. À. Khuya, khuya không ngon nha. Khuya lạnh à. Mình chắc chắc nha. Hiện giờ gãy cây á. Leo lên sao à? Nằm dưới đây luôn còn về dơ hơn nữa. Không cây này chỉ có cây đỡ thôi. Từ cái khúc là ok. Không không xuống cắm đậu dưới luôn. Lội lên lội xuống xin xong. Rồi ok rồi đó. Thêm mấy cây nữa. Cứ chọc 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 vô. Nhấn ở trong. Ngon lành nha. Được luôn cái thạng rồi đó. Mới có lần này là được nhất rồi đó. Không. Ấy, nhịp nhịp cái cây kìa. Sao nhịp đó. Ngon lành đó chứ. Nhà cũng chất lượng. Ở đây. Cái gì vậy? Cái cây rồi. Cái gì đó. Ở đây, này xuống đây nằm mát lắm ta. Ừ, nằm đây yên luôn á. Cái này mới mốt mấy anh em chưa làm cái chòi mà được mà ở dưới sát sát mặt nước mới đã. Trời ơi. Mát vui. Ừ, tháng này tháng nóng nữa. Đúng rồi, tháng nóng này chứ. Ừ. Mốt mà cả nhà có thích mấy anh em làm mà cái chợ cái chòi sinh tồn á mà gần gần với mặt nước á, cả nhà bình luận đi. Được mấy anh em làm liền. Ừ, đang mát lắm không? Đúng rồi. Phải kiếm chỗ có cây mới. À, được. Tao tối nghe ngủ ngủ đạp đạp lăn xong luôn lăn nhũng luôn. Em mới như cây nhiều nhiều thế là mình nữa. Không có cây là coi như thua luôn. Té rè. Cây phải bự nha. Rồi. Cái cây nhỏ. Cái vậy là được rồi nè. Không chịu nổi này yên đâu. Thôi thì im luôn chứ. Tại vì bước xuống cái nó sình quá trời. Lên sình luôn. Ừ, lên sình. Mình bắt buộc phải làm vậy. Vậy rồi đó. Coi như xong rồi đó, giờ cuột dây nữa là coi vậy. Cố định lại. Nước này để nguyên cây vậy xài lâu lắm cả nha. Ngủ luôn cũng được. Trời ơi. Trời ơi, im với ba. Đây, dọn dọn sạch sẽ này chỗ này nữa. Là rửa chén ngon lành. Nguyên một sàn nước rửa chén luôn. Lót thêm mớ lá dừa nước nữa. À, kéo mặt nó. Kéo mặt nó lót nằm ngủ luôn đi. Đó, sạch sẽ giờ là rửa chén là ngon lành. Im ấm liền. Đó. Mà anh Tấn có thấy em với hai em ổn không? Bây giờ sợ em với anh hai thì anh Tấn cứ xuống rửa chén. Ừ, cứ mình đang xuống ấy đó. Anh Tấn xuống rửa chén, anh Tấn nhẹ nhất. Thằng nữa. Thằng mập thì thằng ốm vậy, cửa đi. Vậy con Tấn là xuống cái chén. Vậy là dễ. Sạch là sao? Ơi nhỏ mà sao sạch được. Hai tao mới vô mới sạch. Hai anh em mới sạch. Đúng rồi. Anh Tấn rửa chén đi. Ừ, sao biết được, sao biết được. Thôi, bây giờ sẽ lên làm cần câu cắm nha. Mình đi cắm câu, cũng trễ rồi. Bây giờ mấy anh em sẽ đi chặt những cái nhánh tre này dặn làm những cần câu cắm nha. Mỗi lần đi cắm câu là mỗi lần làm thêm. Đốt mà chị đâu đúng không? Gì đốt mà. Đốt mà chị nó đọt. Chết luôn á. Tính gà cần của mình nhiều lắm á, từ bốn tuần nữa đó, rất là nhiều. Rồi đi tới đâu cũng có câu nữa. Gấp đi ha. Cứ lần cắm cái là cắt lưỡi ra để nghiêng, dây thì bỏ, cứ làm tới thì lui luôn. Có mớ thì không thèm cắt luôn, mớ mua lưỡi mới. Và hiện tại nhà tầm hầu như chắc cũng cỡ đại lý lưỡi câu 100 mấy chục cần rồi đó. Mẹ em gom một bó luôn, vừa cần của người ta làm mà vừa cần của mấy anh em làm nữa. Có bao.
Để mai mốt đi trên tàu mà chắc khỏi làm câu này, đang đem theo luôn tôi coi. Mày mua che luôn. Nhưng mà khi có chỗ mà đâu có cây. Đúng rồi. Tại vì biết sao, mấy anh em nó khoái cái này nè. Một cây câu quá. Đây, thứ mà dính cá. Mấy câu nhỏ nhỏ dẻo vậy nè. Nhịp, một nhịp, cái nó nhịp, quạt. Nhịp. Ồ, nhìn nó đạn lắm. Không, không luôn. Khoái vậy đó. Chứ không vậy chứ. Chặt xuống đi em vô. Rồi ok. Bây giờ mấy anh em sẽ chặt những cái này và làm đầu cắm nha. Thì nãy có đào mới trùng nữa nè. Giờ sẽ móc dao vào và đi cắm nha. Nước này thì không biết có hay không cả nhà. Hên xui à? Hên xui tại vì nước không có cây vô. Bây giờ hiện tại là cắm mà. Trời ơi. Cắm nước mắm. Ơi, bây giờ mình móc ít ít thôi. Có diện lát hồ mình xào à. Trời ơi. Wow. Cái này gớm. Ngâm nước mắm cho nó nhả đất ra. Rồi cái này sao? Sao có muốn ăn giống con đuông vậy hả? Thôi nghĩ đi, nghĩ đi. Nói gì gà chứ sao nghe ớt quá vậy. Nghe nói trùng cát là có ăn được đó. Dung cát. Trùng chỉ được không? Trùng chỉ, ơ trùng chỉ sao ăn được. Có cá ăn hả? Mình ăn, cho cá ăn, mình ăn lại cá. Mình ăn cá, ừ, không ăn như trùng. Mình ăn cá bơi màu. Mình làm món. Làm thử phát rồi. Bắt đầu. Ủa chị tôi thấp thang bay làm thử phát. Bắt đầu làm thử đi. Đừng có dữ. Bây giờ mấy anh em sẽ móc và đi cắm nha. Bây giờ nó cũng hơi tối tối à. Cắm thôi. Cắm cần đầu tiên ở đây nha cả nhà. Có liềm kìm chưa? Liềm kìm đó. Cắm cắp bự. À, yên đạp đạp đạp. Ôi ôi. Sóc sóc ngược vô cần câu mệt lắm. Móc có thổi cần câu luôn. Đấy, một cần đầu tiên nha. Không biết có hay không nữa. Cơ hội gì? Cơ hội nha. Tiếp tục, tiếp tục. Cá nục không? Bắt buông nè. U vàng. U vàng. Thì chắc nó nổi, nó chuẩn bị đẻ rồi đó. U vàng chuẩn bị đẻ nó nổi, ư nổi. Đây cũng đã ốc buông rồi. Còn okay.
á. Thôi, đợi đi. Quậy cho đục đục lên tiếp cái xe. Đục xinh luôn anh. Mình kiếm cái xe mà. Cái lóc con. Cái lóc có rồi nha, vậy chưa hết có rồi đó. Không biết có dính không tại nước nó cạn quá. Ơi đường con rồi kìa. Sao? Thử luôn chứ. Bắt luôn đi. Bắt luôn ha. Thử. Luôn bắt luôn. Rồi, rồi. Đây cái nhà. Đâu chụp hay dữ hả? Đâu chụp không? Chụp con bự bự chứ ơi. Có bự bự chụp đỡ. Thử dữ, thử dữ. Đây. Cắm thằng sâu đi. Tông quá. Cái cần này cần cuối cùng nha cái nha. Anh em sẽ về chỗ sinh tồn, nghỉ ngơi, rồi tắm rửa, nấu cơm, nấu nước, coi thử coi có gì không thì mấy anh em sẽ tiếp tục nha cái nha. Chắc bẻ mớ rau muống đi. Cái gì mình xào. Không có cá thì mình rau muống luộc, chấm ớt. Rau muống luộc cũng được. Giờ mấy anh em sẽ bỏ bẻ mớ bọc cơm muống nha. Nước thì nó hơi bị linh binh rồi. Giờ cắm rồi cầu mai thôi. Cầu trời sẵn thật. Còn không có thì khô quẹt. Cầu muống xào tỏi. Ok không? Muốn luộc chấm ớt. Ok luôn. Chấm ớt hả? À? Ôi đấy khô quẹt nó ngon vậy. Cái nào cũng ngon chứ. Nói chung bẻ cầu muống nhiều nhiều đi. Ta nó bệnh đau gì. Đói gạo đau. Đau thuốc. Đúng không? Cái này cứ ăn rau đặng kêu cơm quá. Hên có rau ăn nữa. Không thì bẻ hay bắt ốc. Cũng ngon nha. Về khô xả. Không thì làm món khác. Cũng được. Tại vì đợt này thất thu cái là nhiều cái không bắt được lắm. Tại vì nước đây những cái là nước đang người ta đang cắt lúa nên là khô nứt nẻ hết trơn. Bắt cá cạn cũng không bắt được luôn. Nó cứ đỉnh đỉnh vừa vừa vậy nè, đâu có bắt gì được đâu. Cắm cầu cũng cắm không được. Nên mấy anh em chơi liều luôn, không được thì cũng tiếp. Thua cái này tới bài kéo khác. Thua kéo này bài kéo khác. Mấy này keo giữ lại chứ không đập keo ạ. À. Không đập luôn á. Bỏ keo luôn hả? Cầu muốn cũng hơi nhựa chứ. Có cầu muốn ngon ăn ngon là được rồi. Cầu muốn ngon ngon không nè. Tới. Thì bây giờ mấy anh em sẽ dẫn cho cả nhà đi thăm những cây cần câu nha. Không biết có hay không chứ cần đầu tiên là thấy chất quốc. Là không còn mồi luôn. Đây. Cần này không có còn gì luôn. Tới đó luôn hết trơn. Hai mồi luôn. Còn lại những con lòng tông. Còn là gì? Cần câu ở đây. Không có miếng mồi luôn. Đi thăm tiếp nha cả nhà. Không còn mồi luôn. Rồi xong mồi luôn. Còn chứ. Còn một ít. Thăm tiếp cả nhà. Nó có trụng trong rộng kìa. Không có vua kìa. Thôi. Trọng phải không? Nó nhìn không chắc cả nhà. Không gõ chứ mà nghe đó. Nghe cái đèn vàng luôn. Nó chờ cái gì hết. Cái này là mũi chỉa đi chích là chỉa là tới luôn á. Cái cần câu công rồi kìa.
bài hướng chụp lên thấy mình thích cái trời nó học máu ọc 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 luôn thì mất cái vô không ăn mình chết sạch mình chết sạch hấp mòn có con nợ dưới người nữa có cái sạch thôi con câu nếu mình đi thì đi thì chỉa là ngon có gì không hấp mòn còn còn chút thôi tiếp tục còn nợ luôn à, tiếp tục còn nợ luôn rồi tiếp tục xong còn mồi luôn trời ơi rồi thấm tiếp dạ rồi tiếp theo xong hết mồi luôn rồi đi thay mồi luôn thay mồi luôn nhờ mồi đó Quốc. Trời ơi, cấm câu này, cấm câu lồng tông á. Trời ơi, quá trời luôn. Nè, không biết mới quay quay thấy không chứ lồng tông nè. Tông rồi. Trời ơi, tặc nghe con. Trời ơi, trắng giả luôn kìa. Thôi. Tiếp, tiếp, tiếp. Này tính ngàn nữa. Tiếp. Ôi, dính rồi, dính rồi, dính rồi. Đâu, 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 đâu. Kìa, 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 kìa. Nhỏ đó. Đó, nhịp, nhịp luôn kìa. Đâu, đâu. Cái gì? Ủa, cách đi. Cái gì đó kìa. Cái nhỏ. Ôi. Trong cần này hơi bự, cần nhỏ nhỏ nó gì liệt nó đã. Ủa, cái cần này hơi bự. Ủa, rồi vậy, vậy nó ngon rồi đó. Ủa, cho nó gớt quá vậy nè. Gớt đây, vô bờ đi, gớt không sao. Gớt xuống dũng luôn á. Nó không có bự bự mấy nha cả nhà. Nhưng không sao, được, 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 im, im. Im mắm rồi. Dứt vô tay cái phát, khóc tới tối. Tới khuya luôn. Tới ăn còn la nhất. Ngon lành, ngon lành. Quá. Xong luôn. Nó thoảng mày bay. Còn mồi không? Mồi không? Còn. Còn. Đây nó còn. Chụp lên, chụp lên, chụp lên. Xíu. Xíu. Đồng bông nó quay quanh như là quay quanh chủ á. Trời ơi. Hết mồi luôn. Thay mồi luôn. Thay mồi luôn. Ôi dưới này, dưới này, dưới này. Đâu, 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 đâu. Có nhiều kìa. Kìa, kìa, kìa. Nhiều kìa. Kìa. Đó. Ôi, ôi. Cái gì? Cái đứa con gì? Ui, cái gì? Cái gì? Cái gì? Ôi. Ôi. Đã, đã rồi. Đã quá kìa. Ngọn kìa không? Ôi. Ôi. Thấy con chừng đất dũng không? Đừng, đừng, đừng có thê. Ôi. Tê, tê, tê à. Vô vỏ thôi. Ngon lạnh luôn. Tê, tê. Rồi coi chừng nha. Gai không nha. Thì trắng nha. Ok, tới luôn nha. Mở vỏ. Ui. Ừ. Ngon, ngon lạnh luôn. Hai con, hai con. Hai em liền. Thôi tới rồi, tới rồi. Tới rồi. Đã, đã. Đi, ừ. Hai người tiếp. Đi, đi, đi. Cái khuất. Ngon luôn. Xong luôn. Xong luôn. Toàn, toàn, toàn. Lùm tông, quá trời. Quá trời lùm tông, không biết còn màu nữa nữa. Còn. Còn. Khói thay. Cái lù mày. Căng chứ bà. Có không, có không? Ủa có dính không mà nó quặt xuống dưới hả? Thôi, nó kéo liệt xuống luôn á. Ê, dưới này, cái lóc, dính lóc. Cái lóc, cái lóc, cái lóc. Ê, từ từ, từ từ. Trời ơi. Ủa tính xảy rồi chứ. Ôi, cái lóc. Ôi, ôi, thả đây. Ngon hả? Ôi, im im im. Ngon, 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 ngon. Ôi, cái lóc bự kìa. Ôi. Hả, cái lóc giống cái lóc tao bữa nè. Góc nào? Cái lóc nó xảy dưới á. Trời ơi. Ui, có lắm. Giống mày nhận cái lóc vậy. Nó chạy ra nhanh dưới trời. Trời ơi trời. Phê 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 phê. Yên giống lóc bữa yên. Không không, không giống chút nào. Giống. Ôi trời, đã, ôi. Đã. Được rồi, im 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 rồi. Có ăn rồi, có ăn rồi. Lóc ngon rồi đó. Ôi, ngon rồi. Im lắm rồi. Im lắm cuộc tình này. Rồi, trời này chết hết. Xong luôn. Xong luôn. Rồi, hết mồi luôn. Rồi hai mồi luôn. Hai mồi luôn. Hai mồi luôn. Bây giờ nó khuya một cái luôn á. Lộn cả hút vô. Gắn đi, được thành quả rồi.
cái chung nó cũng không được nhiều nha. Con mới lớn nữa nè. Cá chụp. Hai cá trề với hai cá lóc. Cá lóc bự rồi. Cá chụp. Cá gì chứ khiểm. Cũng được hai cá trề với còn cá lóc. Mới gà. Hai cá lóc. Ờ hai cá lóc, hai cá lóc và cá trề. Thì bây giờ mấy em sẽ làm gì rồi ta? Giờ con này đem nấu canh chua. Con này canh chua. Ba con này kho. Thôi, con nhỏ này kho. À con nhỏ này kho. Ừ. Còn hai con cá này mình tháo ra cái mình làm cái miếng bạc. Phơi da nó làm miếng bạc. Phơi hả? Không, mình làm nguyên cái miếng bạc lớn. Miếng bạc cái rồi mình ngủ mình che nắng cho mưa rồi. Che nắng cho mưa rồi cái làm mới múc đi đâu có dựng trội cái để xuống hiên hình con cá luôn. Bắt bò phi. Trời ơi. À. Rồi để ủng đói luôn hả? Bận ra. Có mắt đàng hoàng mà anh hai em chụp được hay đó. Trời ơi dạ. Không giờ là sao ta có để lại con nào? Không có chừa lên con đi mơi gì nè. Hay là ăn maximum luôn. Bây giờ mơi coi sao nha. Mơi cũng lội băng nữa đó. Bây giờ hai món đi. Cá lóc canh chua đi. Cá trề kho hả? Kho chắc con nhỏ này được rồi. Con nhỏ với lấy một khứa cá lóc, khứa hay khứa cá lóc. Bỏ lại cá trề bự. Vậy đi. Đây sợ mai lỏ. Bỏ tới lưới mình gọng, còn mạnh lắm. Hai ăn hết luôn. Ai biết. Trời ơi. Tùy anh hai thôi. Sao, ăn hết luôn đi. Trời ơi, tiếc kìa. Trời bữa sẽ lấy hả? Bữa sẽ lấy hả? Ừ. Chính tồn mà. Hôm nay tính này đi. Ta này tính này đi. Quốc đi. Ngày hai cái trên con lóc, mày tính tiếp. Vậy đi. Rồi giờ tính sao nè? Hai cái trên này kho luôn hả? Hai cái trên kho. Cá lóc, con lóc con chua. Lấy luôn. Ok. Quên. Còn cá lóc này sao? Ba con. Nấu con chua. Nấu con chua. Rồi, vậy đi. Cá lóc thì nấu con chua, cái trên kho. Đây. Cái tê thì bây giờ chuyển thành cá chạch. Sao là cái thằng chạch? Mượn yên nó làm giùm nó cắt luôn cái kỳ. Em không biết tụi nó cắt như cá lóc cả nha. Cắt cái trơn. Đó giờ nó ra em mần cá lóc rồi cá gô rồi cái đồ chứ em không có mần cá trê. Em không có biết. Giờ như cá chạch. Ủa cá chạch. Cá chạch lấu. Ok kệ thì có ăn lụm đi. Mày mốt cái cút kinh nghiệm mày. Rồi cút kinh nghiệm mốt mần. Rồi. Mình cắt luôn đầu. Cắt đầu. Cắt đầu của mình hả? Rồi lấy cái dây đi mình bỏ luôn cái mình. Đây nêm nếm luôn nha, miếng đường. Đây. Muối. Chứa muối. Thường là mấy cái kho này em sẽ nêm mỗi thứ một chút. Rồi lát sẽ nêm nếm lại. Ngọt. Nêm. Là nó chắc cú nhất. Hạt nêm. Tiêu. Rồi, nêm tiêu. Với ớt chi củ hành luôn nha. Đổi quá trời đổi rồi. Tung tay luôn. Tung tay luôn á. Lội quá trời lội luôn mà. Thì mấy con tôm luôn. Thì mấy con tôm luôn. Ôi ui. Nhìn đã. Tôm càng đỏ. Mấy nước màu nha. Cái trê này cũng không đừng nên nêm nước màu nhiều. Nêm nước màu nhiều cái nó đen theo cái trê luôn. Nó đen theo cụ đen luôn. Thành cá chạch. Cá chạch trê, cá chạch đen. Nước mắm luôn nha. Hồi nãy có bỏ tiêu rồi đúng không? Có. Rồi ok. Giờ sẽ trộn lên. Quá trời cái thằng cháo rồi. Sáng cháo rồi. Hơi nhiều luôn á. Ăn mà kiểu này ăn tới mà tàn canh xương máu mà ăn không chừa miếng nào luôn. Chừa lấy cái nồi được rồi. Chừa lấy cái nồi thôi. Rồi. Trong đêm cho nó thấm thấm cho đêm kho nha cả nhà. Quá trời. Bây giờ nấu canh chua nha. Hên là cái lóc không thành cái chạch. Cái xíu lóc thì em có mận rồi phải không? À, bây giờ sẽ vô ba khúc với con cá lóc nữa. Con bự nữa. Đây. Bự nhất luôn á. Cái nấu nồi canh chua cho nó thiệt là ngọt. Con này con bự nhất luôn cả nha. Giờ nêm vô luôn nha, nó đục ngọt. Muối. Mấy hạt nêm. Tại vì mấy anh em khoái ăn canh chua lắm nên làm nước lần nào cũng hơi nhiều đó nha. Canh chua ăn ngon nhất rồi. Rồi. Chờ cho cá chín cái. Bỏ rau vô trời ơi tới luôn. Cá cũng gần chín rồi nha. Bây giờ sẽ bỏ rau vô luôn nha. Rau muống trong có gì hết trơn. Ăn mà muống luôn. Ăn cho nó muống luôn. Rau đồng. Rau đồng luôn. Rau đồng có nội. Ờ thằng nào không muốn dài dữ vậy? Anh này chứ ai? Trời ơi. Anh tin đấy. Đo đi, ngồi ăn gan đi. Ta nói là đo theo cái miệng ăn. Là cắn, nãy ta cắn không có chứ tao không có lặt. Trời ơi. Cắn là bỏ vô, cắn là bỏ vô, không có lặt nha.
Chịu chứ ba. Cái miệng người dài bằng cầu muốn luôn rồi. Ừ. Nói chung vậy là ăn nó ngon chứ ngắn ngắn là không ngon đâu. Thôi, chờ cho nó chín gạo cái. Giờ vô gạo nêm luôn nha. Chín hết trơn. Chín ớt luôn. Quá trời nó nồi canh chua luôn. Ui, gạo nêm thì nó bị béo quèo. Béo quèo rồi. Canh chua thì không thể nào thiếu đồ chua. Bây giờ sẽ nêm vô luôn rồi ngắt xuống liền nha. Tại vì để lâu là nó đắng. Rồi. Ngắt xuống rồi nêm lại nha. Ngắt xuống, ngắt xuống. Đây, giờ sẽ kho cá này cả nhà. Tới tới chút xíu sẽ bỏ tép mỡ xào nha. Rồi. Thôi bỏ vô luôn đi. Bỏ rất thơm. Chín lát nữa mà thôi. Này, đi xuống luôn. Đi xuống luôn. Hơi nhiều hơi ngon rồi đó. Thôi giờ kho nha cả nhà. Quá trời đã cháo rồi. Cho nó săn cái bỏ chút xíu nước vô là ngon. Đây. Cái cạo cá hơi bị ngon luôn á. Ui. Hơi bị mê ly rồi đó cả nhà. Quá đã quá đã. Thôi này giờ... có gao chấm cũng dữ á. Gao muống nè. Gao muống ừ. Lăn canh chua. Canh chua. Thôi giờ mấy anh em sẽ nhắc xuống là cúng ông bà rồi mời cả nhà ăn chung với mấy anh em luôn nha. Trời ơi trời, đói lắm rồi. Đi thôi. Nè 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 nè. Quá chào quá chào rồi. Bây giờ mấy anh em sẽ ăn nha, đói bụng lắm rồi. Giờ cũng khuya lắm rồi, tầm cỡ 1 giờ. Ôi 1 giờ kia. Đây, bây giờ ăn cái lội đường tôi luôn. Lội đường xa quá, cắm câu xa quá. Đây, chan vô đi con miếng. Kệ nó, mai có gì ngủ trễ xíu không sao. Có ăn bữa nay thịnh soạn cái đi tính tiếp. Đó. Nhấp cá vào vô. Đây. Quất miếng ra. Đây còn con này nữa nè. Ừ, con nó bự rồi. Đây. Mời cả nhà miếng nha. Ngọt. Ngọt cái đường luôn không? Trời ơi. Ngọt em đồng hơi cay á. Cay với trời. Mới mốt này có ghẻ nha nha. Có vợ nó ghen dữ lắm ạ. Đây cái trê nè, trời ơi cửa nào nãy nhịn đã mà cái nhạc miếng nha, mê ly luôn á, lâu lâu ăn canh chua đã lắm ơi. Cái trê kho sao, cái trê ngon cả nhà ăn nha, cái chạch kho hồi đỏ vậy, thịt dai chứ không dai ừ. Săn lắm, đồng mà đồng tự nhiên không đó, chua đã ừ. Quá phê quá phê. Ôi. Này tới luôn. No nê. Canh chua nữa chứ cả nhà. Thứ gì bằng. Cái quẹt canh chua. Ừ. Hết tàu cơm nữa rồi. Đính vừa lại. Là thấy gì vậy? Trời, chơi chở láng đi. Cái gì mới ăn. Cho đã luôn. Mai còn tới còn cần câu nè. 12 cứ ngủ nè. Ừ. Nên không sợ. Không được thì kiếm cách khác nữa. Ừ. Có gì có muốn đâm mướt. Ừ. Ở nhà nha. Cái mùa này hơi căng. Mùa này hơi kiếm con này con kia hơi khó. Vô cả nhà. Nước thất thường quá. Ừ. Ngon quá. Phải hút cúp canh chua. Ấm bụng luôn. Ờ. Ăn. Chua chua ngọt ngọt cay cay không. Ôi. Quá trời. Cái lóc ngọt. Mà có cái chén hình như bị lủng rồi nha. Nít ta. Lủng nít. Tiền giá chén là liền. Giá cái chén lại mới được. Ôi. Cá lóc thì nó ngọt, cá chê dai ngon. Trời ơi, phê phê. Béo không, béo không? À, rồi tối à, vô ăn chung luôn rồi tức này. Cũng đói rồi, anh em ừ. Đi quá giờ đi. Không mệt rồi, vô ăn luôn đi. Vô, vô luôn đi. Vô, đói bụng lắm rồi. Trời ơi, coi kìa, món dữ không á. Chưa dữ chân, em nghe gà gái vậy đó. Gà gái nhà biết bao nhiêu lâu rồi đó. Gà gái canh canh 2 hay gì? Không biết canh mấy nữa. Cái này canh chua được không? Được. Em mặn phép ăn nguyên cá lóc luôn nha. Mời liền. Mời cái nhà nha. Nguyên cá lóc luôn. Ăn dữ trời. Ăn cái nguyên con luôn.
còn nguyên con chà bá nữa luôn. Vô mấy cái chè hôm nay ăn thịnh soạn à, quất lại thoải mái không? Cái hạt cũng ngọt dữ dằn luôn á. Mà cái dài nhá, hôm nay nhịn đói cũng được. Nghe ớn à, ok quất lên tí chơi ngọt. Lúc nhỏ mềm nhai luôn xương, có gì bỏ cái vỏ hồng ơi ngọt quá đã mày gì luôn. Món ruột mà người miền Tây mà nó thiếu canh chua là thiếu dữ lắm rồi. Canh chua miền Tây rồi, canh chua tới luôn. Ngon không đỏ hết phải luôn rồi. Cái này hết chỗ chơi luôn á. Đang lối đang buồn ngủ nữa, ngủ gặp chứ manh như manh ai nấy lùa lắm. Ăn no đi ngủ đầu tiên là không dính gì thấy tới rồi, tới rồi, tới thấy nhịn đói à, gung luôn 90 đã đi xa mệt rồi. Gung tính gì là làm con quẹt ăn rồi đó, có em tấp mỡ sẵn rồi mẹ ra muốn rồi về luộc. Gì đâu mà lòng tông, thôi rồi luôn, quá trời luôn bơi. Ăn cá lóc nè anh Tức. Cá lóc kìa, cá lóc có tre rồi quốc lại đi. Ngon lắm. Nó nhiều quá ba thằng quốc lại. Mới vừa mấy cái trời, quả nhanh nhá. Dầu đại đi, cứ coi như là cá như là cơm đi. Ừ, cá lóc cũng ngọt. Có cái đầu nữa nè. Ra đây luôn. Sinh tồn được vậy là quá dữ rồi. Ngồi bếp luôn. Ăn phải... ngon, ăn ngon hơn ở nhà nữa. Phải đi sinh tồn vậy ha. Mà về hoài đi luôn, hoài luôn. Ui, có cá này ăn hoài luôn không? Tại vì cá này là không có ăn thức ăn, đúng không? Là cá tự nhiên. Tự nhiên luôn. Nên ăn toàn là gao thì cũng gao đồng. Ăn tất cả hầu như là đồng hết. Chỉ có đồ nêm của mình thôi. Lì vậy là ngon lắm rồi đó. Còn gì nữa bạn? Rồi biết nào mới ấm nữa. Có nguyên chất không à? Thật cại. Mập mập nhưng mà có chút khỏe được. Đừng ấm. Ấm mà bệnh cũng không được, đâu làm ăn gì được. Hồi xưa em ấm bệnh á. Ấm trời ơi quý thần ơi. Có đợt mập, có đợt ấm. Nhưng mà cái xe tua vậy. Nhưng mà muốn ấm ấm muốn mập mập à. Đâu giờ muốn ấm nữa coi coi. Đỡ bình thường. Nhưng mà cái là sợ. Nhịn ăn không? Ừ. Nhịn ăn tầm khoảng tuần lễ là giảm đường lại liền. Là giảm mập lại liền. Thì chắc là do uống đường hay gì. Đúng không? Tại trong gạo cũng có đường á. Nói vậy là anh không sức khỏe dữ lắm. Tưởng đâu giảm đường. Tưởng đâu sáng ngày nào cũng múc muốn đường ăn chứ. Là giống hịch giảm ăn khuya là nó bớt lại liền. Nhưng mà cái là em sợ là không đủ sức khỏe để làm thôi. Tại vì làm như thế này còn phải chỉnh sửa rồi nọ đủ thứ cho đó. Không, người ta nói ăn phi là mập lắm á. Đúng rồi. Nhưng mà không ăn thì không có sức khỏe. Làm không nổi. Không nổi. Cả mập mập nhưng có sức khỏe làm được. Có một số anh chị nói em mập thì thiệt là mập thiệt. Nhưng mà cái nó đừng có bệnh được. Đó em chuyên gia bị bệnh lâu lâu cái bệnh 5-7 bữa, chục bữa. Bệnh cái nằm lâu lắm luôn. Từ khi mà lên cân là thấy sức khỏe có. Nhưng không sao. Nên hai em kiểu xanh sao luôn đúng không? Ừ. Mình dây rồi. Mẹ em thì như trong nghỉ vụ á thì nó kiểu nó giảm giảm được cân. Cái về cái đầu quen lại. Lên lại. Trong lại thúc 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 lên. Đường phần ơi cơm mẹ nấu. Ngon quá. Cứ sáng ăn cử, cái trưa ăn cử, chiều ăn cử. Cứ thấy cơm đói giờ nào là bứt giờ đó. Đi cái tích dưỡng nói. Ừ. Đúng rồi. Cứ sinh tồn mà hơi đói thế thôi. Còn ở nhà làm mẹ nấu cơm để sẵn hết trơn. Cái đói thấy cái... đồ ăn cái quốc liền. Đục ăn. Còn đi ngoài làm có ăn được.
kiểu đón mắt đây cả nhà. Đúng rồi, đón mắt. Nhiều khi ha, bốc cơm ăn luôn. Thí dụ mà thịt kho mẹ em kho, trời ơi kho tiêu á, cái bóc cục cơm luôn, bóp 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 cái gắp gắp miếng thịt bỏ lên quất luôn, đụng gì ăn đó. Ngon, ngon lắm. Phải rồi, rồi mà có mỡ mỡ một tí nó béo dữ lắm, chịu không nổi. Kho tiêu mà còn thứ gì chịu nổi nữa. Bởi vậy cơm mẹ là khỏi cần nói, khỏi cần bàn rồi. Không đâu bằng chứ canh ngon, cá ngon. Ừ. Mà có bặn nhất là như mấy lúc này nè. Ừ, đúng rồi. Đi quá trời đi, đói quá. Đi nhiều đói. Ừ. Thôi giờ mấy anh em cũng xin phép cả nhà ăn một chút xíu rồi quay tiếp cho cả nhà cùng xem nha. Thôi bây giờ mấy anh em cũng xin phép cả nhà đi ngủ nha. Quá trời, giờ khuya dữ lắm, khuya. Gà gái còn ó e từ lưa như hết. Giờ chỉ muốn nằm xuống thôi. Nằm xuống đã gì đâu. Bây giờ nằm xuống ngủ một giấc rồi ngày mai tính tiếp. Bữa nay là cũng no nê hết trơn rồi. Ăn uống sáng cũng có đồ ăn ngon mà chiều cũng có đồ ăn ngon. Quá thịnh soạn. Bữa nào cũng ngon chân. Bữa nào cũng ngon hết. Thôi bây giờ bên em cũng xin phép cả nhà đi ngủ nha. Rồi có gì thay đổi thì mấy anh em sẽ quay tiếp cho cả nhà cùng xem. Thôi chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye. Chúc cả nhà ngủ ngon. Bye bye.